Rồi mẫu tiếp theo mà em lên cho mấy chị là một em áo hả, chất su đốc, chất su đốc phối ren ánh nhũ siêu đẹp luôn nha mấy chị yêu ơi. Mẫu này dành cho ngực lép, ngực xệ, ngực da, ngực nhỏ, ngực to, ngực chảy xệ, ngực nào cũng có thể lên cái form áo này được cả. Tại vì mức của nó là chuẩn form 5 phân giúp em. Chuẩn form 5 phân nha mấy chị yêu nha, quá đẹp luôn. Nó rất là ôm gom nâng ngực chống chàng hai bên nách đẩy ngực vào phía trước tạo cái khe dài và đẹp như thế này mấy chị ơi. Hốt liền giúp em nha. Trời ơi xuất sắc. Cái áo này á thì em chỉ về hai màu chủ đạo. Hai màu chủ đạo là màu đen và màu da. Trên cái livestream này ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho mấy chị với giá cực kỳ sốc luôn mấy chị. Sốc lắm luôn nha mấy chị ơi. Giá chỉ có là 59.000 một áo thôi. 59.000 một áo nha mấy chị yêu nha. Đặt hàng comment giúp em là mã 15 kèm size áo, kèm màu, kèm cho em cái số điện thoại là có đơn hàng nha mấy chị yêu nha. Mẫu này em khẳng định với các chị luôn, lên form là nâng ngực và tạo khe dữ lắm. Chị nào bị tràn hai bên nách, chị nào mà bị ngực khe xa, hốt ngay em áo này liền giúp em mấy chị yêu ơi. Xuất sắc luôn nha mấy chị. Đặt hàng comment giúp em mã 15 kèm size áo, kèm màu, kèm cho em cái số điện thoại là có đơn hàng. Nhanh tay nhanh chân chốt liền mã này. Hai màu đen da lâu lâu em mới về, lâu lâu em mới được một lô đen da truyền thống cho các chị luôn á. Giá em sale ngày hôm nay 59.000 một áo. 59.000 một áo em khẳng định và đảm bảo trên thị trường không hề ai có áo này để bán. Đây là hàng công ty đó, họ thanh lý cho em. Siêu đẹp luôn nha mấy chị yêu nha. Đây nhìn giúp em bản lưng. Bản lưng của nó là bản lưng lớn. Ôm gọn gọn cái lưng của mình. Những chị nào mà bị dư thừa mỡ sau lưng thì chốt ngay em áo này liền cho em 59.000. Mình được kiểm tra hàng trước khi nhận giúp em nha mấy chị yêu nha. 59.000 một áo, tiền ship là 30.000 giúp em. Em có size 32, 34, 36, 38, 40 và 42. Từ 39kg cho tới 85kg giúp em. Form này lên là em khẳng định với các chị không đẹp, em không lấy tiền. Hàng nhà em là hàng chất su đốc, đứng form, đứng ngực cho em luôn. Chị, mấy chị nhìn giúp em cái chất su của nó này mấy chị ơi. Su của nó là su đốc nguyên một khối giúp em. Có gợn sóng, tạo cảm giác cho mình là thoải mái nè. Không gây cứng, không gây lằn, không gây hằn, không gây đau. Massage cho mình kiểu như gợn sóng này, như kiểu massage ngực, lưu thông máu huyết, không gây bí giúp em nha. Mẫu này mà em nói luôn, lên form một cái là chuẩn mấy chị nhìn giúp em nè. Quá đẹp luôn nha. Đẩy ngực lên cao giúp em 5 phân theo form áo ngực. Đẩy ngực lên cao có nghĩa là cái lai áo nằm tay mà cái ngực của mình nâng túc ở trên này. Mấy chị thấy không, nó quá đẹp, nó quá xuất sắc. Những chị nào mà ngực lép, ngực xệ, ngực da, ngực nhỏ mà không mặc không đẹp á, em thề luôn em đổi cho mấy chị cứ yên tâm. Cứ kiểm tra hàng trước khi nhận giúp em nha. 59.000 một áo thôi mấy chị yêu ơi, đủ size cho mình. Hàng nhà em á là hàng co giãn tuyệt đối thoải mái như thế này. Bản lưng của nó rất là cao, ôm gon lắm luôn nha mấy chị. Hàng ba móc bốn tăng đơ, gầy ốm mập béo gì mình mua cái áo này về mình cũng có thể sử dụng được. Ok chưa ạ? Chị nào lấy thì chốt liền giúp em nha. Hàng này không gặm nha mấy chị. Không gặm bao giặt máy luôn. Khi mà mấy chị giặt máy nó sẽ không bị hư form, không có bị nhỏ, không có bị giãn, không có bị hư hại đến áo. Nên mấy chị cứ yên tâm giúp em chốt ngay em áo này 59.000 thôi. Kiểm tra hàng thoải mái giúp em. Kiểm tra hàng thoải mái giúp em nha mấy chị yêu ơi. Trời ơi, phí ship chỉ có 30.000 toàn quốc ạ. Phí ship 30.000 toàn quốc, em chọn gói đi nhanh cho mấy chị nên là mấy chị sẽ nhận hàng được ngay và liền. Nếu như mà mình ở tỉnh thì khoảng 2-3 ngày, còn ở thành phố thì ngày mai mình đã nhận được hàng rồi. Nên mấy chị cố gắng chốt nhanh, chỉ có 59.000 hai màu đen da chủ đạo. Chị nào mà làm công sở, làm công ty cần màu da thì chốt ngay em này cho em. Đó, màu đen cũng rất là sọc nha mấy chị yêu nha. Hốt ngay em áo này liền cho em nha, 59.000 giúp em. Hai màu lấy hai cái, một đơn em chốt trên hai cái thôi. Chứ bây giờ mấy chị mua một cái tốn phí ship dữ lắm. Cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em. Áo này em sale cho mấy chị 59.000 một áo thôi. Chất này là chất su đốc phối ren. Chất su đốc phối ren giúp em nha. Bản lưng lớn ôm gom cái lưng của mình lại luôn. Rồi, chị nào đặt hàng chốt liền cho em ngay và liền mã này là mã 52. Kèm size, kèm màu, kèm sổ cho em một cái hai cái gì tùy mấy chị đi chứ giờ em không yêu cầu được. Ok chưa ạ? Rồi, đặt hàng chốt liền cho em là mã 52, mã 15. Mã 15 kèm size, kèm màu, kèm cho em cái số điện thoại là có đơn hàng 25-15 gì cũng được, mấy chị cứ yên tâm. Tại vì em chỉ còn có riêng cái mẫu này số lượng lớn thôi nên là 15-25 gì nó cũng được. Ok chưa? Sale 59.000 một áo luôn. Đó, có size 32, 34, 36, 38, 40 và 42. Từ 39kg cho tới là 42kg giúp em nha. Áo rất là co giãn tuyệt đối thoải mái, ôm gom nâng ngực chống chàng nách tạo khe cho mình luôn. Mà chỉ có 59.000 là ngày hôm nay khẳng định mấy chị cứ chốt hai cái cho em. Phí ship là 30.000 giúp em nha. Kiểm tra hàng trước khi nhận. Mình mặc không ưng, không thích, không vừa, bên em hỗ trợ đổi hàng cho mình nữa. Nên mấy chị cứ yên tâm. Mấy chị cứ liên lạc số điện thoại trên hóa đơn, sẽ có nhân viên đổi hàng cho mình. Quá đẹp, quá xuất sắc. Chốt ngay và liền giúp em. Em áo này mã 15 nha mấy chị yêu.